bà con cô bác làm ơn chia sẻ giúp giùm cho tôi. Gia đình này đang ở bến cầu Tây Ninh, đến gặp hiệp sĩ Vinh Hải để tìm con gái phải không? Bà con bác lộ ơn chia sẻ giúp giùm bà con. Có điện thoại cho hiệp sĩ Vinh Hải 0913785818. Bà con bác lộ ơn chia sẻ giúp giùm. Chị họ canh gì? Trần Thị Chiều. Chị sinh năm mấy? 1983. Chị 1983 là? 85. 85 hả? Đây chị là sao với bé? Mẹ ruột hả? Ở nhà có la rầy bé mà bé bỏ nhà đi. Dạ không, đang ở bên nhà ông và chồng. Không, bên nhà chồng nữa đó. Vâng. Ở nhà chồng chị nhiều mà đó đi. Sao rồi không ở nhà mình với nhà chồng là sao? Đi là đang làm dâu. Dâu hả? Bé này họ sinh năm mấy? 15 tháng 7. 15. 2004 phải không? 2004 mà có chồng rồi, có con chưa? Con được 6 tháng. Lý do sao bỏ nhà đi vậy? Không biết nữa, mà ở bên chồng nó đang ở bên chồng nó, con nhỏ bạn nó là con gì dân? Vũ đi hả? Là có điện thoại rồi rủ đi rồi này kia, là giờ mất tích rồi cho nên là giờ nó tìm không được điện thoại nó thì nó nói là vâng, chết hành lên qua Campuchia. Thì hiện giờ bây giờ rồi bà con bây giờ bạn chia sẻ giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm mà mọi người. Chị đọc là họ kênh chị cái bé họ kênh gì? Trần Bích Trâm. Sinh năm mấy? 15 tháng 7. Là 2004. Rồi bà con bây giờ chia sẻ giùm mọi người. Bé mà bé thấy mà mẹ đến nhà Tiểu Hải thì coi bé vô về đi. Bà con bắt đầu chia sẻ giúp giùm mọi người. Chia sẻ giùm tôi hiện nay là tình trạng bé ưa mơ gì chị lưng cao rồi bị bạn bè rủ qua Campuchia rồi làm việc rồi. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người thấy bé ở đâu điện thoại cho đại Tiểu Hải 0913785858. Còn số điện thoại chị xuất đến xem. Số điện thoại chị xét vô. Số điện thoại của chị số mấy? Đọc lên. Của em hả? 0878. Thôi nữa. 156857. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Chị làm sao với dì phải không? Dạ. Dì của bé phải không? Dạ. Bây giờ bé là bỏ nhà đi lúc mấy giờ, ngày mấy? Đó là nó đang ở ở nhà chồng phải không? Nhà chồng. Đi nghe ông nhà chồng đó là lúc 9 giờ mấy vậy đó. Mà có ở vòng đó người ta nói là có xe 7 chỗ rồi rước, có thấy hai người đàn ông, một người đàn bà. Hai người đàn ông mở cửa nó lên. Giờ đi tìm là 4 ngày rồi không gặp. Okay, rồi nó đi có đem không có đem đồ đạc tiền bạc gì không? Có đem giấy chứng minh nó theo. Vâng. Có đem tiền bạc gì không? Có cho mấy 200 mà nghe chị Xuân nói vậy. Nè, con nói nè, một là đem qua Campuchia nó bán. Dạ. Hai là nó đi vô cao cái ôm ha, dạ. Mắt xe ôm dạ. Vậy thôi. Hai nó đó. Đeo theo là cùng dây với đeo bóng cái điện thoại. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm. Điện thoại hiểu gì? Nói bò. Rồi bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Điện thoại đó ai mua? Bên chồng. Không? Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Mọi người làm ơn chia sẻ giùm thấy mẹ khóc rồi bà con bác. Rồi chồng đâu rồi? Chồng ở nhà. Bà con bắt đầu mẹ khóc nè. Bé nếu bé thấy mẹ làm ơn điện thoại liên lạc với người nhà ha. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Mọi người làm ơn chia sẻ giúp giùm ha. Đó. Mẹ khóc nè ha. Không nói lời ha. Tôi còn buồn hơn nữa, tôi vợ mới mất. Vợ mất cô không có làm như ngày xưa nữa. Ngày xưa là cô làm 100%. Chứ giờ là tôi nói chung là giờ tôi không có như ngày xưa. Giờ vợ mất không có giờ lo nhan khấu cho vợ. Cúng cho vợ không có đi đâu được nên mọi người cũng chia sẻ giúp giùm mọi người. Mọi người là bọn chia sẻ đây hiệp sĩ Vinh Hải là giúp giùm với bằng cành người không có tốn tiền bạc hết đó. Ở đây là hiệp sĩ Vinh Hải là vì dân phục vụ ha, sống vì dân nha. Người dân đến đây ai đến cũng giúp hết, giúp gì bằng tình cả con người. Mình không đi chùa là việc thiện. Bà con bắt đầu anh chia sẻ giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm, cảm ơn mọi người chia sẻ giùm mọi người. Mọi người là bên chia sẻ giùm con. Ai thấy đâu điện thoại về cho đại hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858. Bà con bắt đầu anh chia sẻ giùm bà con ơi. Bà con là bên kia. Em bé ở nhà khóc nhiều lắm. Bé ở nhà khóc, bé mới mấy tháng tuổi phải không? 8 tháng tuổi rồi. Sao kỳ, sao bé này sao bỏ nhà đi? Làm sao? Sợ dụ dỗ đó là bây giờ tìm là tìm không được. Cho nên là qua đây nhà đó. Có nhỏ bạn nó làm bên Campuchia về đây 10 ngày nay rồi, điện nó suốt. Rồi với lại ở bên chồng nó thì tôi không biết, nhưng nó có giận hờn chồng nó gì không? Tự đi vậy rồi không biết. Cho bà con với lại chia sẻ giùm. Bà con lại chia sẻ giùm mọi người. Chia sẻ giùm tôi ha. Chia sẻ giùm tôi.
mọi người chia sẻ giùm cho tôi. Bây giờ sự việc này bây giờ rất là đau buồn, mẹ thì khóc riết không ăn ngủ được hết. Bé đi ngày mấy không biết phải không? Ngày 26 rồi giấc tối. Ngày 26 rồi, tháng mấy? 26 tháng 9. Vậy ngày mình đó. Ngày cây là ngày mấy? Ngày cây bữa đi hình như là bữa 23 tây hay gì. Bà con bà con chia sẻ giùm mọi người. Bữa thứ 6. Bà con đợi chia sẻ giùm tôi hiện nay là tôi rất là đau buồn. Vì bây giờ sự việc là giờ vợ cô mới mất, tôi không có tinh thần nào mà để giúp dân hết mình ngày xưa nữa. Bà con bác loại chia sẻ thấy bé này đâu, điện thoại cho đẹp sĩ Vinh Hải 0913785858. Giữ giùm luôn, chia sẻ giùm bà con của bác ơi. Bà con của bác loại chia sẻ vợ tôi. Hẹn, sợ bị vô quán karaoke. Cô nghe đâu dễ mẹ đó. Đó là nói đi chị, nói lên. Mẹ nhớ cô nhiều lắm mẹ. Đó, ra mẹ khóc nè. Mẹ chỉ có mình cô thôi. Rồi mẹ đó mà, còn đó. Cảm ơn dễ với mẹ đi cô. Dạy con vợ mình chồng dạy với mẹ đi con. Mẹ khóc nè. Bốn năm ngày nay không ăn uống gì được hết. Mẹ không ăn uống, không ngủ được hết. Bà con cô bác là mở chia sẻ giùm mọi người. Chia sẻ giùm cô ha. Mẹ khóc nè, bà con bác là bà chia sẻ mẹ từ bánh cầu Tây Ninh. Bánh cầu Tây Ninh đó, bà con bác là chia sẻ giúp giùm ha. Bà con bác là chia sẻ chia sẻ giùm bà con ơi. Lý do sao chị biết hiệp sĩ Vinh Hải mà chị qua nhờ? Có người như thế nói là cho số điện thoại là ngày hôm qua nhắn tin là gửi địa chỉ 8 giờ sáng đi qua. Rồi bà con bác lại chia sẻ giùm mọi người. Chị số thổ chị số mấy đọc lại cho mọi người nghe nha. 0828 156 857. Bà con bác lại chia sẻ giùm mọi người. Bà con bác lại chia sẻ cho tôi hiện nay là tôi rất là đau buồn. Không có làm như ngày xưa nữa, vợ mới mất nên không có làm như ngày xưa nữa. Bà con bác loại chia sẻ giùm tôi, chia sẻ giùm tôi. Bà con của bác loại chia sẻ có điện thoại cho hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858. Đạo sĩ Vinh Hải là giúp giùm, giúp bằng tình người, không có cống tiền. Bà con nói bà con vậy nha. Bà con bác loại chia sẻ giúp giùm. Rồi chị nói một lời cho con nó về. Trâm ơi, con về đi con. Gia đình bỏ qua hết cho con. Vợ bên chồng con ở này, con về với mẹ. Như mẹ cũng lo cho con đó. Con về với mẹ đi con. Giờ mẹ không có muốn gì được. Mẹ chỉ mong con về là mẹ mới được vui được. Con về đi con. Bà con bác loại chia sẻ giùm mọi người. Bà con bác loại chia sẻ giùm. Bà con bác loại chia sẻ giùm mọi người. Bà con bác loại chia sẻ giùm bà con ơi. Bà con bác loại chia sẻ giúp giùm mọi người. Bà con bác làm ơn chia sẻ giùm mọi người. Bà con bác loại chia sẻ giúp giùm cho tôi. Bà con bác chia sẻ. Hiện nay là tôi nói chung là hơi nay là vợ tôi mới mất nên tôi không có giúp bà con chăm ngày xưa. Tôi rất là đau buồn. Ha, rất là buồn. Số thủ chị số mấy chị đọc lớn được không? 0828 156 857. Chị đọc lớn là mình đọc chậm lại. 0828 156 857. Bà con bớt lỗi chia sẻ được mọi người. Chia sẻ giúp được bây giờ tôi rất là đau buồn. Rất là đau buồn mọi người, rất là đau buồn. Đau buồn lắm ha. Bà con bớt lỗi chia sẻ giúp được mọi người. Chia sẻ giùm, có điện thoại hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858. Đây là hiệp sĩ Vinh Hải là giúp giùm. Chứ bằng cành người không có cống tiền của bạc nha bà con. Có nhiều người mát ác miệng nói hiệp sĩ Vinh Hải lấy tiền bạc chứ không có như bà con. Đó bà con bác làm bận chia sẻ giùm tôi. Chia sẻ ha. Rồi có gì hẹn gặp lại bà con, hẹn gặp lại. Bà con nè, thấy mẹ khóc nè. Bà con bác loại chia sẻ giùm. Cảm ơn người, cảm ơn.